nhà có phân co lộ phê có tốt ra đấy phân co thì là dương sức ở hơi kiên khác thì đây thì là khác thằng bạn ấy mày tặng cái tôi cần nó à cái này đây bà cho chị đấy lên đây à rồi rồi bao bao luôn à tôi này cắt bao luôn cái này rồi ok thôi rồi giờ đã luôn rồi đây đây chú bán chạy nữa làm chạy đây bên đây đi chạy với mấy đứa em mấy đứa em của chú nè đây đi chạy xong bắt cá đem gì cho mấy anh coi coi chơi cá năng giang của tôi chạy tới mấy ký rồi chú chạy tới mấy ký sáu ký hả dốc dài hả có 6 phần có cày chạy nó chứ 3 phần thôi chạy 3 phần chuyên môn nghề cá các bạn nghề cá ngày ngày thường bắt mấy trăm chú à ngày thường cho ta bắt nhiều hơn cây nhiều tiền hơn có bữa thì cá 700 cho trăm có trăm có bữa cá triệu nữa trăm năm á cá lớn lớn vậy nè có hồ có chứ có hồ con 2-3 ký dính thường lắm thì trà đống trà của người ta các bạn cá sủ cá hô cá tóc cá leo cá mì dinh thì cá phi cá đuôi hồng cá la cá kết chị thì chị ba à. Rồi chị ra rồi chạy nặng đó chạy nặng đó xuống nước lẹ đó chạy đó chạy ok luôn đó nước chảy nè nước chạy mạnh lắm ở đây như chài chị nhẹ là coi như nó trôi lưới dữ lắm chị là xài chị nặng mới ok con cá bắt ok hơn à, đây là phải chài xài chị nhất thôi là nó trôi theo luôn á nó trôi nè ý là chị nhẹ nặng đó mà cưng thấy nó trôi cỡ này nè thấy không nó trôi thì dòm thấy lục bình kìa cưng thấy nó lẹ cỡ đó chứ chị nhẹ nó thì nó trôi xuống ngoài kia luôn đó này tới mùa gió trà chắc cá khủng luôn à đây tới mùa gió trà cũng thấy nó cá linh nó nhảy lên một cái trắng giống hình mà chứ gần tết đó tự nhiên mùa sương vậy. Cái mùa thường thường là người ta giả trà là gần tết là giả trà nhiều hơn rồi bắt đầu kéo lên cái coi có dính được con gì không con ngồi đó mà mùa này cũng hiêm cá lắm xa thao bèn nha à, lúc này hiêm cá lắm đó không có cây tại vì cái mùa này là cái mùa nghịch rồi cá sao nó hên xui gì đó tại cái mùa này là mùa nghịch nó hiêm cá còn cái mùa mà nước giật á thì lúc nào cũng có cá hết trơn á mùa này phần đông là người nào chạy hay thì cũng có cá bán chút đỉnh còn người nào chạy dở thì coi như không đủ cá nó kho đâu cái mùa này nó hiếm cá cái tỉnh An Giang này chỉ có cá này có mấy mùa thôi mấy tháng thôi còn như coi như cái tỉnh khác như các tỉnh khác thì coi như quanh năm suốt tháng đều có cá hoài mà cá nhiều nhất cái tỉnh Long An mình á điều kiện thứ nhất điều kiện thứ nhì là tỉnh Cà Mau Long An thấy hết cá rồi mà ê cứ nói sao chứ trong kinh còn cá nhiều lắm tại ơi con chú còn á ờ trong kinh chú tôi ở đó là cá còn nhiều lắm đó khúc này nước không có chảy nè ở đây nước đằng sau trà nó sấy sấy còn cưng chài ngay cái mũi tên đó là lúc nào nước nó đạp mạnh hơn ở đây thường thường là cá nó ở núp theo cái đứt trà này nhiều hơn tại vì thợ trà thì lúc nào cũng biết cá nằm ở đâu mà không biết cá lúc này nó cháu đi bên Campuchia hết đó gì đi buôn sinh ăn hết trơn rồi mấy ghe đó cũng chạy lưới không á à, thì đây nè trên dòm đó trên bờ đó cũng dân chuyên gia làm cá thôi tỉnh này nó ngay phần đông là dân làm cá nhiều hơn cái làm cái môn khác coi như các loại à đây ta sống ngày cá ý cá dảnh như cá linh cá dảnh cơ mà dảnh quá trời này nghĩ là không cái, linh đó, cái, linh tròn tròn đó. Cái heo à
Cá lên, cá lên, cá lên. Có cá heo kìa. Cá dẫn. Được, có cá heo tại. Cá heo đuôi đỏ đó, thấy không? Phải, có mè đuôi đỏ. Phải không? Mè đuôi đỏ. Có cá heo nữa cá mà cá heo, cá heo cái. Heo cái hả? Ừ. Đó cũng còn cũng gọi là cá heo vậy. Cá này là cá he. Cái he. Cá he hả? Đuôi đỏ. Đâu thấy thấy đuôi đỏ. Đuôi đỏ là cá he. Cá he ngà dập lại tiếng Việt Nam là nghĩa là cá thóc đó. Cá heo hay gì? Cá he. Cá he. Cá he, cá dẫn nó dòng họ của nó đó. Cá he ăn đã lắm à. Đeo lắm. Cá he bự bự mà chiên á. Đeo lắm. Đeo à. Cái nhìn cái neo cái giò. Thấy thấy. Cái mũi neo đó ngồi dính cái bừng đó. Đường con cá heo nữa hay gì đó. Ờ đường con cá heo. Cá heo nữa. Ờ nè nè bên đây. Để tôi lấy băng này ngồi ngay. Đó được rồi chúng luôn. Xong rồi. Nhốt tay bị cái tên thử cái tay nó. Nè, có con cá heo kìa, lâu lắm rồi mới gặp được con cá heo á. Lâu lắm rồi, trảnh rồi, không thấy. Cá heo chứ mình làm gì có, Long An làm gì có cá heo. Cá heo á. Cá heo thì chứ mình Long An cũng không có nữa. Có cá người ta nuôi thôi. Chứ còn tỉnh này thì nó có cá sông. Cái này lấy lưới cần 2 phần rưỡi văng cái dính trắng luôn á. Không, mùa kia mới trắng chứ, mùa này là đen. Mùa nước Việt mới trắng. Mùa này hiếm cá lắm. Con cá kết đã không? Mở không luôn. Bạn thì đổi qua bắt đầu nãy dài là dài chụp chơi. Giờ đổi qua bắt đầu chụp gốc các bạn. Trời tiến hành qua chụp gốc nha. Lặn á, chụp gốc để mà lặn bắt cá lớn á. Đây mình đang ở An Phú, An Giang các bạn, thì nguyên cái này cái sông Châu Đốc ở kia. Rồi các bạn theo chân của mình đi ra ngoài cái sông lớn nè, nếu mà chụp gốc là lặn á, lúc này là bắt đầu lặn á các bạn. Đó bạn chạy đó, chạy 6 phần nè. Cá rồi, cá có cá không á? Có cá dính không á? Cá là cá cóc các bạn. Đây là mấy cái bè cá ở sông Châu Đốc này.
quá trời là lưới. Đây vinh thử mà nó cá lồng tông rồi, nó cá mình vinh kẻ đi chài cá. Xong thì xong cái đốc và xong mê công xong nó ăn mê công qua à. Coi như nó từ đang bên sông Hồng Ngự cũng đổ qua đây, sông Thanh Châu nó cũng đổ qua đây, sông An Phú nó cũng đổ Long Bình cũng qua đây luôn. Phân à, 5 phân. Là 56 dưới chân. Ở trên cứ 40, còn ở trên trên nữa là 35. 3 độ. 3 đoạn. Chân dù. Cực nắng là trên chạy đi chơi nó. Nước chạy mình chạy thì nhão được đâu. Thì là sai đi chi nhất mới được. Đi chi nhì chi ba là nó cho nước dữ lắm. Tại vùng này nước chạy mạnh. Sâu kinh khủng à. Nước sâu lắm. Ở đây trung bình mà nước ra sát mé này cũng ít gì cũng cỡ mười mấy thước. Còn ra chặng giữa đây là cỡ hai mấy ba chục thước. Trong sông này nước sâu bây giờ lắm. Mà mùa nước đổ một cái là như máy của Lê Tư mà tôi chạy chiếc giò này chạy nước ra không lên. Bên đây bên Châu Đốc hay chỗ bên bên đây nè. Đây là cái tỉnh An Giang mà Giang. Thị xã Châu Đốc. Châu Đốc. Mà công viên xóm này là có sân trăm của tôi rồi. Ở đây là kêu như ở đây kêu người ta thì nhớ tại bên là trăm, ở đây gọi là sân xoài. Ở sân xoài công viên trăm. Còn bên đó bên đó là cụ phụ tiên. Đó, ô, cái chốt. Cá kìa ông Tài. Cái chốt. Ồ, có cá bự kìa. Cái chốt, cái mày dinh. Cá bự đó. Cái mày dinh. Ừ. Cá đã chiên xù là ok. Hai mà còn bự bự không luôn à, rồi. Cá đã chiên xù mà. Đó, cá mày dinh. Chiên xù người nào mà kiện chơi cỡ 3 lít. Đó, nãy chài nhỏ thì cá nhỏ, giờ chài bự cá bự. Đúng rồi, chài bự hay cá bự rồi. Đó. Ừ. Chài bự với cá nhỏ ai coi. Ồ, cá bự bự, bự không. Nghỉ về trên mình chạy bữa đi. Không đâu, trời ơi lúc này già này không dám chạy đâu, giờ có đi chạy ngoài chợ thì mau lắm. Lặn nổi không? Không lặn thì còn lặn được cũng ơi, chứ còn lặn hay lắm à. Lặn máy thì ok rồi, còn lặn hơi không thì chắc cỡ 2 thước được cho 3 thước. Có cá lưỡi câu hay gì kìa. Đâu có lưỡi câu đâu. Có bên kia lưỡi câu. Không cá lồng bơn. Lưỡi câu. Kêu cá lồng bơn. À đây ta gọi là cá thèm bơn nó kêu lồng bơn nha. Thèm bơn. Thèm bơn chứ phải lồng bơn nha, nghe cho rõ nha. Để không biết nói lồng bơn người ta nghe trên mạng được, người ta nói trời mắc mọi nó cái gì cái lồng bơn chổng. Cá thèm bơn. Trời cá đó ngon lắm anh Tài. Cá thèm bơn. Đây thì kêu cá lưỡi trâu. Không, cá lưỡi trâu là khác. Khác hả? Cá lưỡi trâu nó dốc nó dài hơn mà nó đỏ. Còn cá thèm bơn này cái mình nó ngắn hơn. Mà nó tròn hơn. Hết nhân lưới được con tính. Dạ. À. Chuột ló xài lên đây bà con. Ừ. 7 kg chài 7 kg. 7 kg 5 phân. 5 phân đậu sáo uống đi chân. Đó cá thèm bơn, cá đó là quá trời. Cá đó mà muối chiên ha. Trời ơi, bá cháy bụi chét luôn á. À với bắt cá chốt nữa. Chị nhì quá.
góc nó lặn góc là kè lặn chụp hình luôn. Bởi vì nó lặn cái chốt. Cái chốt. Chà dù cái chốt dính nó trơn dính ngay cái dính, cái gai nó sắp nó là nó giống nó nhám nó giống hệt cái lưỡi hái vậy đó. Thành ra dễ dính lắm. Mà tại giáo quy đó mà. Thôi giáo quy mà. Ca nó chà lên lấy cầm á. Rồi ok, rồi xong rồi. Chúng mình quay nữa, quay cái cá nào quay nữa. Đây cái thủ cái vật này bắt cá lớn. Sao lúc này thả đỡ không anh ai? Con hay con nó. Dạ. Thả đỡ mấy phân cho ai? Bảy phân. Bảy phân rưỡi cỡ con hả má? Cỡ lưới con. À bảy phân. Okay, dính chùm chùm như thụng lý vậy. À, cái đó là cái tùng nó dồn, nó dồn nó nước nó sấy nó dồn vô. Mà khi con cá nó đâm vô là cái tùng nó mới dễ dính cá. À. Dạ. Bảy phần là ba phần rưỡi hả? À, thì cưng kêu nửa lưới. À. Còn kêu đúng mặt lưới thì nó bảy phần. Vậy cái của họ con hẳn là ba phần rưỡi chứ bảy phần á. Ừ, bảy phần. Cái này là thả cá mà dính. Ừ. Ừ, hình như thả góc màng mong. Nó chắc cứ lưới ba màng với lưới một màng quýnh khác nhau sao. Ừ, ba màng dính. Cách xa nhau luôn. Bởi vì quan điểm của tôi thổi chim tôi cũng ba màng mà thổi bắt cá cũng ba màng. Thì thà là cực chút xíu mà bắt con cá chính xác, không phản cái nào hết. Ủa, lê quay đây mà 10:20 rồi. Đói bụng chưa? Nãy mà 9 giờ trưa mà, nãy ăn sáng. Mới ăn bún hồi nãy mà. Giờ nào ông chủ đói bụng thì cứ ghé ăn à. Ai đây dân này giờ nào cũng ăn giờ nào ăn à. Đa năng mà. Sáng giờ ăn lớp nào ăn bánh mì, lớp nào ăn bún. Cà phê no mẹ đây. Thích thì nói cái cá ngon, muốn ăn cơm thì nướng ăn rồi. Rồi, đồ, cá đó kìa. Đồ. Tài, thấy chưa? Cái cá chưa? Cá lăn cơm bên tài. Có dính cá lăn có thấy không? Cá lăn con á hả? Cá lăn hồi nãy màu vàng vàng đó là cá lăn đó. Còn ở trên là cá mì dính đó. Ê, không phải cá mì dính. Cá cháo, cá cháo. Trời ơi, xưa đây cá cháo dữ lắm. Cá cháo nó béo lắm bên tài. Ngon lắm kìa. Cái chốt nó lăn con á, nó lăn con. Nó dưới con cá, dưới con cá rảnh cái gì đó. Cái đó là cái sơn. Cái sơn. Cái sơn bự dưới á. Có con bự hơn cái đó nữa. Trứng không ạ? Nó đâu có trứng. Ít có trứng lắm mà đều gan của nó béo lắm. Gan của nó béo với một cái nóc mít vậy. Gan của nó như kia mà so sánh với cá đuối á, nó chín mì cá đuối, nó béo. Wow, rồi đại thấy cái linh khung khủng luôn. Rồi. Lặn bằng máy chứ lặn hơi không được rồi nha. Ở đây lặn bằng máy không à, lặn hơi không có tới đáy. Có ống hơi không? Cái máy máy hơi phía sau. Đây đa số vướng là phải lặn qua, lặn xuống. Có ấy máy không? Khỏi không? Có, nổi máy rồi. Cái hơi lên rồi, đó là lặn xuống đó. Lặn, các bạn phải lặn xuống nha. Máy là máy rồi, chặn máy cho. Sâu, là sâu lắm thôi chứ. Dưới góc dưới các bạn, nó đang dưới góc lặn ở dưới.
thì đi chài xong kiểu này phải thủ mấy hơi sẵn chứ sâu 7-8 mét đi đây hả chú? Lâu lâu bị hoài dữ đây hả? Thì ở đây khu này là chính gốc rồi. Coi như biết chỗ thì mình né né không né chụp gốc luôn. Bắt cá lớn nhiều khi hay có cá lớn. Cá ở dưới gốc là cá ngon không à. Rồi là kéo lên được bạn, kéo lên rồi đó. Chai này dài nữa. Rồi, cá mày dinh. Cá mày dinh. Dinh. Không có cái được con có giờ hai con, hai con. Để tắt thôi. Rồi. Để nó biết chỗ. Rồi, rồi được hai con, hai cá mày dinh. Rồi, hai cá mày dinh. Hai cá mày dinh chào bá luôn. Thì nói chung là dưới gốc là phải lặn nha, sâu lắm á, 7-8 mét đó hả? Ở đây hả? À. Ở đây cả còn 7-8 mét nữa. Như theo ở đây cả còn này cả 7-8 mét. Chài mà dưới gốc lặn thì biết khi nào hư chài ha. Thì bởi vì mình kỹ, mình chài nó bền hơn. Cái chài như theo trung bình mà mấy người mà biết chài, cái chài này đâu có dưới giá 8-9 năm đâu. Từ 8-9 năm mới hư chài đó. Coi như chài hàng ngày luôn nha, còn như lâu lâu chài một bữa bảo đảm 15 năm chưa hư. Bởi vì chài hàng ngày là chuyên nghiệp luôn đó. Bảo đảm cái chài ít nhất là từ 8 năm có cái chài. Đây là lưới thái. Dây của nó bóng đẹp lắm. Dây nó dây tiền bơm. Còn dây ly lông, dây của Trung Quốc nó đổ lông. Cái bởi dính này. Cá mà lặn lặn cái dưới gốc lặn lặn cái này biết là hư. Còn mình kéo mẹ lên không à. Có cái người chài cái người kỹ nó khác. Cái người không kỹ thì nó ngay lúc nào kia. Bây giờ đừng có nói chài dây này, bây giờ chài dây siêu bền cũng gì đó. 3 ngày cũng banh con ma.